Mẹ mới mua cho cái xe mà sao lại nó lại đập bẹp mất xe của mình rồi. Mẹ mẹ mắng chết rồi. Này mẹ mới mua cái xe đi lại sang ở siêu nhân đâu. Ui phết. Ô, ở đây có nhiều hòn đá đẹp quá. Nhặt cái này em về nhà mình chơi đánh chắc. Đúng rồi. 1 2 3. Có nghĩa là hai chị em chơi sẽ phải cần đến 20 viên. 2 4 20 viên hai chị em chơi thế là được không? Rồi mình đi về. Nó không có túi mà. Đá này đẹp mà. Mình sẽ đi ra lấy xem. À, làm sao thế này? Mẹ mới mua cho cái xe mà sao này nó lại đập bẹp mất xe của mình rồi. Mẹ mẹ mắng chết rồi. Sao? Con hỏi cái gì nữa, chị đang buồn lắm. Để đây. Làm sao? Em có biết không? Chị đi ra, chị phải nhặt mấy cái hòn đá này để mang sang chơi với em. Quay ra, đứa nào nó đập bẹp mất xe của chị rồi. Đây, lúc nãy em sửa cho. Làm sao em biết sửa, làm sao đừng có bẹp như thế này rồi. Làm cái gì đấy? Đừng phá của chị nhá. Không phá, bông rồi. Bông vào đây. Cái xe của chị hồi nãy nó không phải nó bị đập bẹp à? Đúng rồi ha, chị ngốc trong cái xe lại còn gặp được vào cơ mà. Thế không phải là bị bạn nào đập bẹp à? Đúng rồi. Thế chỉ là bạn ấy trêu chị thôi à? Làm chị gào quên bao nhiêu nước mắt rồi, không biết nó còn đi được không à? Để em đi cho. Vẫn đi được bình thường đúng không? Đúng rồi. Chị này tưởng vì nó đập bẹp khóc mất bao nhiêu là nước mắt, lại đang bảo chỉ tại mình cái cục đá này thôi này. Này đấy, nhặt đá sang ném chơi ấy. Ôi mày quá, mày không bị làm sao rồi? Nào đi lên đây đèo về nhà em chơi. Ôi trời, em sợ lắm. Này chị... đây. Không. Thế thôi em đi xe đi rồi chị đi bộ đằng sau. Chị đi đằng sau. Về nhà em chơi đánh chắc. Xịch xình xịch đoạn tàu xình xịch tu tu xình xịch. Xin chào tất cả các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.